Hôm nay, ngày 6 tháng 10 năm 2017, lễ thánh Bruno linh mục Marie Rosa de Rose, nữ tu Hoa Kỳ, thứ sáu tuần thứ 26 thường niên. Trích sách tiên tri Baruch. Sự công chính thuộc về Chúa là Thiên Chúa chúng ta, còn sự thẹn mặt thì thuộc về chúng ta. Như ngày nay, nó thuộc về toàn cõi Judah, thuộc về dân cư Jerusalem, vua chúa, quan quyền, tư tế, tiên tri và các tổ phụ chúng ta. Chúng ta phạm tội trước mặt Chúa là Thiên Chúa chúng ta, và chúng ta không tin tưởng, không cậy trông vào người. Chúng ta không suy phục người, không nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa chúng ta, để chúng ta bước đi trong các giới răn người đã ban cho chúng ta. Từ ngày Chúa dẫn các tổ phụ chúng ta ra khỏi đất Ai Cập cho đến ngày nay, chúng ta chẳng tin tưởng vào Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Chúng ta vô tâm lìa xa Chúa để khỏi nghe tiếng người. Chúng ta mắc phải nhiều tai họa và những lời chúc dữ mà Chúa đã báo cho Môsê tôi tớ người. Khi người dẫn dắt tổ phụ chúng ta ra khỏi đất Ai Cập để ban cho chúng ta đất chảy sữa và mật như ngày hôm nay, chúng ta không nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa chúng ta theo như mọi lời các tiên tri Chúa sai đến cùng chúng ta. Mỗi người chúng ta cứ theo lòng gian tà của mình, làm tôi các thần ngoại, thực hành các sự dữ trước mắt Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con vì vinh quang danh Chúa. Ôi Thiên Chúa, ngoại bang đã xông vào gia nghiệp Chúa, làm ô uế thánh điện của Ngài. Họ biến Jerusalem thành nơi đồ nát. Họ nêm tử thi thần dân Chúa làm mồi nuôi chim trời và huyết nhục tín đồ Ngài cho muôn thú đồng hoang. Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con vì vinh quang danh Chúa. Họ đổ máu chư vị đó dường như nước lạ quanh Jerusalem mà không có kẻ chôn vùi. Chúng con đã bị bêu ra cho láng giềng phỉ nhổ, cho lân bang chê diễu nhau cười. Tới ngày nào lạy Chúa, Chúa còn dẫn mai, và lòng ghen hận Chúa còn lửa nâu nung. Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con vì vinh quang danh Chúa. Xin đừng nhớ tôi tiền nhân để trị chúng con. Xin kiếp mở lòng từ bi đón nhận chúng con về chúng con lầm than qua đồi. Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con vì vinh quang danh Chúa. Ôi Thiên Chúa, đấng cứu độ chúng con, xin phù trợ chúng con vì vinh quang danh Chúa. Xin giải thoát và tha tội chúng con vì danh Ngài. Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con vì vinh quang danh Chúa. Alleluia, Alleluia. Con hy vọng rất nhiều vào Chúa. Linh hồn con trông cậy ở lời Chúa. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Khốn cho ngươi ở Khô-sa-din, khốn cho ngươi ở Bết-sa-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được tại Si-a và Si-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế trong cuộc phán xét, Tia và Sidon sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi các Capernaum,
ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ nhào xuống tận âm phủ. Ai nghe anh em là nghe thầy, ai khước từ anh em là khước từ thầy, mà ai khước từ thầy là khước từ đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sứ điệp: ai đón nhận tin mừng là đón nhận chính Thiên Chúa. Ai không tin, không đón nhận sẽ bị kết án và mất phần thưởng đời đời. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, bài tin mừng hôm nay làm con phải sững sờ. Các thành phố Khodedim, Bethsaida, các Capernaum đã được nghe Chúa giảng dạy và thấy các việc Chúa làm, nhưng họ đã không nhận ra và thực thi điều Chúa truyền dạy. Họ không hối cải và đã làm ngơ trước các đòi hỏi của tin mừng. Lòng họ đã nên chay cứng, họ đánh mất ân huệ lớn lao mà bao nhiêu thế hệ trông chờ. Cuối cùng, thay vì ân phúc và trọng thưởng, họ đã bị kết án nặng nề và bị loại trừ khỏi hạnh phúc trường sinh. Hình ảnh các thành phố ngoại giáo Tyro và Sidon sẽ được đối xử khoan dung hơn trong ngày phán xét làm con xác tín. Ai không tin, không đón nhận tin mừng là chối bỏ Chúa, và hơn thế nữa là chối bỏ chính Cha trên trời. Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhận ra điều Chúa truyền dạy và quyết tâm thi hành. Việc lắng nghe và thực hành lời Chúa là lối mở dẫn đưa con về nhà Cha trên trời, là bảo đảm cuộc sống thật hạnh phúc đời sau. Lạy Chúa, giáo hội đại diện Chúa tiếp tục loan báo tin mừng cứu độ. Ai tin, ai gắn bó, ai đón nhận giáo huấn của giáo hội là đi vào con đường cứu rỗi. Xin giúp con cởi mở nội tâm để sống tâm tình hiếu thảo trong lòng giáo hội. Xin thêm lòng yêu mến cho con, để lời Chúa truyền và các điều giáo hội dạy con thực hiện thật tốt đẹp. Xin đừng bao giờ để lòng con nên chai cứng trước những lời mời gọi sống cho Chúa, sống yêu thương phục vụ anh em hằng ngày. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Chờ đợi. Theo tâm lý thông thường, ai cũng sợ phải chờ đợi, ai cũng sợ phải xếp bàn cả ngày, ít hay nhiều. Sự chờ đợi nào cũng là một cực hình. Nhưng mâu thuẫn thay, chúng ta lại thường biến cuộc đời thành một thứ chờ đợi, thành những phòng đợi triền miên. Cả tuần lễ, ai cũng mong được đến ngày thứ bảy, Chúa Nhật để được nghỉ ngơi. Chúa Nhật này đến, chúng ta lại chờ đợi Chúa Nhật khác đến. Tháng này đến, chúng ta lại chờ tháng sau. Năm này đến, chúng ta lại chờ năm sau. Lên xe, chúng ta mong đến đích điểm. Khi đến nơi, chúng ta lại thấp thỏm mong ra về. Vào rạp chiếu bóng, nhiều người thường vội vàng đứng dậy trước khi cuốn phim chấm dứt. Họ làm như thể vào rạp chiếu bóng là chỉ để mau đến giây phút ra về. Đi dự thánh lễ, dù lễ chưa xong, đã có kẻ muốn vội vàng đứng lên ra về. Họ làm như thể chỉ đến nhà thờ để mong cho đến giây phút tang lễ. Vừa ra khỏi nhà đã mong chờ để quay trở lại, nhưng khi vào nhà thì lại đợi đến lúc ra đi. Với sự nóng lòng chờ đợi giây phút sẽ tới này, chúng ta sống như thể cuộc đời không có sự liên hệ với những giây phút hiện tại. Chúng ta biến cuộc đời thành một thứ phòng đợi, đợi hết cái này đến điều kia, đợi cả những điều sẽ không bao giờ sẽ đến. Tháng 10 là tháng dành riêng để tôn kính mẹ Maria với tràn chuỗi mâm côi và cùng với mẹ sống mầu nhiệm cứu rỗi trong từng giây của cuộc sống. Ơn cứu rỗi không là một biến cố của quá khứ hoặc là một biến cố sẽ đến, mà là một sự kiện đang diễn ra từng phút, từng giây của cuộc sống. Mẹ Maria quả thực là mẫu gương cho chúng ta trong thái độ tiếp nhận ơn cứu rỗi. Thời gian đối với mẹ không là những tháng ngày chờ đợi, mà là những tích tắc của từng khoảnh khắc đang đến với mẹ. Với hai tiếng thưa xin vâng, mẹ đón nhận giây phút hiện tại như một món quà cao quý nhất Thiên Chúa trao ban. Cùng với mẹ sống lại mầu nhiệm của ơn cứu rỗi, chúng ta hãy đón nhận đấng đang đến, đấng hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một.
Chúng ta hãy đón nhận Ngài trong phút giây hiện tại này đây với tất cả tin tưởng phó thác. Chúa trao ban với chúng ta nhiệm vụ để thi hành trong phút giây này đây. Chúng ta hãy hoàn tất với tất cả cố gắng của chúng ta. Chúa trao ban cho chúng ta niềm vui của phút giây này đây. Hãy tận hưởng như thể sẽ không còn một niềm vui nào khác. Bài trích sách Lẽ Sống.